sáng gió. Rừng xưa nay con đường đã mở thanh thang, làng biển gió phía trước là đại ngàn, kia rừng sâu kia vực thẳm gió gì thả vào thung lũng dòng suối trong chảy qua gành đá trong chênh, vạt lá thông trải mềm trượt chân dưới chân, rừng vẫn xanh trời vẫn xanh, làm nhang gió anh đưa em đi, làm nhang gió anh đưa em về, từ phía xa gió như con lửa vàng, kia gió mây hòa chân trên hòn cây khao khát. Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Cà phê được bán dưới nhiều dạng, dạng hạt, dạng bột hoặc thức uống ngay tại chỗ. Với khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi tại Lâm Đồng, cà phê cũng là một trong số những cây công nghiệp chủ đạo mang lại nguồn kinh tế cho người nông dân. Hương vị cà phê của vùng đất cao nguyên này không chỉ thơm ngon mà còn mang đến sự trọn vẹn về hương vị cho người thưởng thức.